Xin chào Trọng Hoàng. Chào anh. Rất vui được gặp lại Trọng Hoàng. Dạ vâng. Trong một ngôi nhà rất mới đúng không? Dạ dạ. Ngôi nhà này em mua lâu chưa? Em trước khi cưới vợ thì cũng trước 3 tháng thì mình vào hoàn thiện ngôi nhà rồi cưới xong là vào ở luôn. Rất là tuyệt vời. Với một người như Trọng Hoàng đã thi đấu rất nhiều năm và rất nhiều năm có huy chương, rất nhiều năm có thành tích thì đương nhiên là để mua một căn nhà không phải là điều quá khó, nhưng sẽ rất là khó với bất cứ một cầu thủ nào nếu có được điều này. Đây là một căn nhà rất là mới nhưng mà đã có một cái vật trang trí rất là tuyệt vời đúng không? Cũng vừa cưới vợ xong thì cũng rất là may mắn vì đã một cái giải đầu tiên thì đã giành được một cái cúp vô địch và cái này là cái huy chương vàng vừa rồi, huy chương vàng Đông Nam Á AFF Cup năm 2018. Và cái hình nộm này là lúc về hãng hàng không Việt Nam Airlines thì tặng cho mỗi cầu thủ một hình như thế này. Tuy nhiên thì cái này nó làm hơi khác một chút là nhìn em đây thì hầu như là tóc vẫn nhiều, đâu có hói như này đâu. Nhưng mà cả đội chỉ có hai người là em và huấn luyện viên Park, là hai người là họ làm cho đầu nó hói như này. Tôi rất là thích cái chi tiết mà Hoàng vừa phát hiện ra. Nhưng mà các bạn có thể thấy đây, nó khác hoàn toàn đúng không ạ? Tức là lẽ ra phải làm trắng ở đây, bây giờ trắng ở trên này một tí, còn trên này vẫn phải có tóc. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Đấy là lý do vì sao mà người ta vẫn gọi Hoàng là Park Trọng Hoàng. Đấy, tiếp tục. Còn đây cũng là kỷ vật của Việt Nam Airlines. Còn cái này là của Bưu chính Việt Nam tặng cùng đội tuyển Việt Nam. Và thực ra thì đây là họ đã làm bằng tất cả tình cảm của mình. Đấy là điều rất là tuyệt vời. Lúc đấy thì nói chuyện với bố Hường thì bố Hường có nói là ở căn nhà cũ của Trọng Hoàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị một cái chỗ để tấm huy chương này. Vậy thì Trọng Hoàng định để cái tấm huy chương này ở đâu? Trước tiên thì mình chưa nghĩ đến là bỏ chỗ nào. Tại vì các cái mùa giải trước thì hầu như mình đâu nghĩ được là đội tuyển Việt Nam mình mà làm sao mà có thể vô địch hoặc là làm sao mà có thể giành được vị trí cao nhất đấy. Tại vì cứ đầu giải thì mọi người luôn luôn nghi ngờ. Nhiều lúc ấy thì cảm thấy là gần tới rồi nhưng mà cuối cùng vẫn tuột. Nhưng mà bước sang cái mùa giải năm nay thì đầu tiên thì mình cũng lên hơi kiểu bỡ ngỡ. Thì càng dần dần thì mình cảm thấy đội năm nay nó có nhiều cái khác. Đoàn kết của tập thể với các cầu thủ, với các huấn luyện viên. Hoàng cũng nghĩ chắc chắn mình năm nay sẽ làm được nên một cái điều gì đấy để có thể có một cái huy chương. Chưa nghĩ là về là đặt ở đâu đâu. Nếu bây giờ nghĩ thì là đặt ở đâu? Tại vì là vừa mới được nghỉ được 1-2 ngày thì vừa về thì Hoàng đưa lên đây Hoàng đặt luôn. Còn chắc chắn sau này thì chắc chắn Hoàng chắc chắn là sẽ đưa về với gia đình. Tại vì ở đấy thì có nhiều cái kỷ vật, nhiều cái huy chương của Hoàng trước đây và đưa về đấy. Rất tuyệt vời. Trọng Hoàng có lẽ là một trong số những cầu thủ mà khi mà tâm sự thì chúng tôi biết là luôn luôn nhớ về nguồn gốc của mình. Và ngay sau khi trở về sau chức vô địch thì Trọng Hoàng đã đến thăm hai bên nội ngoại. Tại sao lại Trọng Hoàng lại có một cái suy nghĩ là về với hai bên nội ngoại và thắp hương cho các cụ? Mình giành được huy chương đầu tiên thì Hoàng muốn về để tạ ơn kiểu ông bà tổ tiên. Thì mình muốn về đấy để thắp hương cho ông bà, để báo là mình năm nay mình đã có cái mới đấy. Có nhiều cái mới chứ không phải là có một cái mới. Cụ thể là có những cái mới gì nhỉ? Thứ nhất là có vợ đấy, có vợ. Thứ hai là vừa có vợ xong mình cảm thấy mình như kiểu là mình may mắn hơn ấy. May mắn vì sao? May mắn vì đã có một người vợ luôn luôn thương yêu của mình. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai, may mắn thứ hai là lên tập trung cùng đội tuyển, được huấn luyện viên, được anh em trong đội luôn luôn cố gắng và giúp đỡ Hoàng trong những cái vị trí mà mình không phải là sở trường. Thì và đấy là kết quả của Hoàng. Khi mà Hoàng có được cái thành tích đầu tiên, nói chung là rất là lớn lao,
thì đã nhớ đến ông bà tổ tiên và về nhà thì cũng đã thắp hương. Nhưng mà có một điều đặc biệt nữa là Hoàng cũng không quên là về bên đằng nhà vợ. Thì Hoàng cũng luôn luôn cứ nghĩ là lúc nào cũng phải hai bên phải như nhau. Và về nội, về ngoại thì mình cũng luôn luôn là phải chia theo ngày này thì về nội, ngày kia là về ngoại. Thì mình cũng phải biết ơn tất cả bên ngoại vì đã sinh ra vợ mình. Và mình đã có một người vợ tuyệt vời. Trọng Hoàng đã nói đến điều rất là nhiều những điều mới ở đội tuyển quốc gia. Và một trong những cái điều mới nhất của đội tuyển năm nay là Hoàng lại đá ở vị trí hậu vệ biên phòng. Cái việc mà đá ở cái vị trí không phải là sở trường của mình, nó có khó khăn hay không? Bước đầu thì tập trung đội tuyển thì Hoàng cũng không nghĩ là mình là lên là để tập luyện với cái vị trí là hậu vệ bên phải. Buổi đầu tiên bước lên đội tuyển thì huấn luyện viên Bắc và đã bảo với Hoàng là bây giờ mày lên đây thì mày tập ở vị trí đấy đi. Lên em cũng đâu nghĩ được đâu, tại vì em lên em suy nghĩ là chắc là mình đá tiền vệ cánh phải hoặc là tiền vệ giữa thôi, nhưng mà sao mà lên cứ toàn tập hậu vệ bên phải đấy. Đây là cái tính toán của thầy Park và ban giám sự đã gọi em lên và đã để cho em tập luyện và đá vị trí ấy. Nó khó khăn như thế nào khi mình phải thích ứng với một vị trí không phải sở trường và chưa bao giờ mình đá vị trí đấy? Vị trí đấy thì đối với Hoàng cũng có cái mới, cũng có cái khó khăn, cũng có cái giống như đá tiền vệ. Thứ nhất, cái điểm chung là hầu như là đều ở bên phải. Hoàng cũng đá ở tiền vệ phải và đây là cũng là hậu vệ phải thì là mình đá bên phải, nhưng mà ở tiền vệ thì mình được dâng lên tấn công nhiều hơn. Hậu vệ mà thì mình phải chăm chú vào, thứ nhất là phải phòng ngự nhiều hơn đấy. Nhiều lúc có cơ hội mình mới có thể lên, chứ không phải là lúc nào cũng lên thua phía dưới, cuối cùng là lội ở vài mình. Huấn luyện viên cũng luôn luôn nói chuyện ấy và luôn luôn chỉ những cái chỗ mình cần phải đứng ở đâu, đá ở đâu, cần phải lên như nào, xuống như nào đấy. Cá nhân tôi thì thấy một điều cực kỳ là hợp lý trong cái cách tính của huấn luyện viên Park Hang-seo, tại sao lại để Trọng Hoàng đá ở vị trí hậu vệ bên phải. Bởi vì bình thường ra thì vị trí sở trường của Hoàng là tiền vệ bên phải hoặc là tiền đạo cánh phải. Thì cái khả năng tấn công của Hoàng ở bên phía cánh phải là đã được khẳng định trong suốt chục năm vừa rồi. Và bây giờ chỉ cần có một cái sự làm mới mình, tức là cái kỹ năng phòng ngự của mình tốt là đủ. Và đấy là lý do vì sao Hoàng lên công về thủ rất là tốt và cũng đã kiến tạo rất nhiều những cơ hội. Trong đấy có một cái tình huống phải nói là cực kỳ tuyệt vời khi mà Hoàng đã có một đường chuyền cho Phan Văn Đức ghi bàn. Trong cái quá trình mà làm quen với vị trí đấy thì đâu là cái mà Hoàng cảm thấy bỡ ngỡ nhất và đâu là cái mà Hoàng cảm thấy khó khăn nhất để có thể vượt qua? Đầu tiên thì đấy là cái chỗ đứng của mình. Chỗ đứng đây không phải là chỗ đứng ở đội tuyển hay là chỗ đứng ở đâu, đấy là chỗ đứng ở trong cái sơ đồ của mình ấy. Trước tiên Hoàng bắt đầu vào tập với cái sơ đồ đấy, thì rất là bỡ ngỡ, làm toàn sai không, nhưng mà dần dần thì có huấn luyện viên, có các cầu thủ, có em Duy Mạnh ấy, luôn luôn nhắc nhở là anh là phải thế này, phải thế nọ, phải chạy thế này, phải đi hướng này, phải lui vào như này đấy. Cái đấy thì dần dần em cũng tiếp thu những cái ý của thầy và ý của tất cả anh em. Thì từ đấy thì mình có thể dần dần hòa nhập với chung một đội. Và sau khi mà kết thúc trận chung kết, Hoàng có cảm thấy hài lòng với màn trình diện của mình ở AFF Cup không? Xong trận, xong trao giải thì Hoàng có vào đầu tiên của đội. Hoàng có vào phòng thì đã gặp huấn luyện viên Park. Và huấn luyện viên Park đã lại ôm chầm lấy Hoàng và cảm ơn mà trong đấy Hoàng có thể thấy huấn luyện viên Park đã khóc như mưa ấy, đã khóc như kiểu là con nít luôn. Vì sao thầy lại khóc? Vì sao? Vì thứ nhất là ông cũng cảm động, là tại vì cũng là lần đầu tiên đã cùng một đội tuyển đã vô địch một cái giải mà ông rất 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 muốn đấy. Cái thứ hai là cũng cảm ơn các học trò mình, trong đó có cả em, đã
hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà của ông đã đề ra cho em. Lúc đấy Hoàng có khóc không? Nói đến khóc thì cũng có, khóc thì cũng có, nhưng mà không khóc cũng khó. Tại vì sao? Tại vì bây giờ mình gọi là đã rất nhiều năm rồi, qua rất nhiều giải, qua rất nhiều cái danh hiệu, nhưng mà thực ra đây là cũng cái là danh hiệu lớn nhất của em. Thì đây thì em thực sự cũng nhiều lúc cũng rớn nước mắt, nhưng mà đấy, vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm được một cái điều mà tất cả người dân Việt Nam đều mong muốn. Rất tuyệt vời. Bây giờ khi mà em đã có một cái thành tích gọi là cao quý nhất trong sự nghiệp của mình, khi mà em rời cái căn nhà cũ để chuyển ra căn nhà mới, xây dựng một cái tổ ấm riêng, em có cảm thấy một chút gì đấy hụt hẫng không? Tình cảm giữa bố mẹ và con trai luôn luôn không bao giờ hết. Đấy là những cái lúc, những cái mà ví dụ như không ăn, hoặc là không ăn cùng, hoặc là không sinh hoạt cùng. Cái đấy thì Hoàng nghĩ cũng là bình thường. Tại vì cái tình cảm ấy, cái tình cảm lớn nhất ấy là bố mẹ hoặc là mình đã cùng với bố mẹ có như nào, đấy mới là một chuyện. Đấy, em nghĩ như vậy. Cái tình cảm ấy, cái tình cảm giữa bố mẹ và mình là như nào mới là một chuyện. Thực ra thì với anh em cầu thủ rất là khó để mà nói những cái câu tình cảm. Ở trên sân thì họ dũng mãnh, họ tinh tế, họ quyết liệt, nhưng mà khi mà nói đến cuộc sống, đặc biệt là tình cảm, rất là khó nói, đúng không Trọng Hoàng? Đặc biệt là khi mà phải nói một câu gì đấy rất là tình cảm, anh em mình hay gọi là xến. Nhưng mà rõ ràng là Trọng Hoàng là một người mà cũng rất là lo lắng cho bố mẹ. Và thực sự là thưa quý vị là anh em cầu thủ phải hy sinh rất là nhiều. Ví dụ như Trọng Hoàng về cưới vợ xong cũng đánh cắp ngay cái tuần trăng mật của vợ và phải đi tập trung đội tuyển. Lúc đấy Trọng Hoàng phải nói với vợ điều gì để cho vợ đỡ buồn, bởi vì ngay cả một cái chuyện bình thường nhất của những cô gái bình thường nhất cũng không có. Đó là một cái tuần trăng mật trọn vẹn với người chồng mà mình vừa mới cưới xong. Nói thế thôi chứ không phải riêng gì Hoàng, không phải riêng gì cái lúc Hoàng vừa cưới xong là không có cái tuần trăng mật. Tất cả các cầu thủ của bóng đá Việt Nam này hầu như ai cũng vậy. Ai cũng, người vợ nào ấy mà lấy cầu thủ ấy thì nói chung chắc chắn là có một cái thiệt thòi rất lớn đấy. Nhưng mà Hoàng nghĩ thì chắc chắn dần dần thì những cái lúc thời gian rảnh rỗi, những cái thời gian mà được nghỉ thì chắc là Hoàng cùng với các anh em cầu thủ ấy còn đã có vợ rồi thì chắc chắn là sẽ cố gắng để bù đắp nhiều hơn nữa để cho vợ được phải nhiều lúc tụ thân đấy. Những cái lúc mà Hoàng đi như thế, vợ có nhắn với Hoàng những cái lời như thế nào? Hoàng có thể chia sẻ một chút những cái câu chuyện mà sau khi cưới em vác ba lô lên đường để tập trung đội tuyển, còn để cô ấy ở nhà một mình trong căn phòng, lúc đấy cô ấy nói với em điều gì? Thực ra thì đã là vợ chồng với nhau thì luôn luôn phải, hai người phải luôn luôn nói chuyện với nhau nhiều hơn, để tâm sự với nhau nhiều hơn. Thì vợ của em thì nhiều lúc vừa cưới xong thì bảo là thế này thì không có tuần trăng mật à, rồi thế này cưới xong đi như thế này à, rồi nói chung là đủ kiểu. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy là tội vợ đấy, tội lắm. Nhưng mà bây giờ đúng là cái công việc của mình là như này rồi thì mình cũng phải, thứ nhất là mình là lên tập luyện, thứ nhất là tập luyện rất tốt đấy, thứ hai là mình cố gắng nói những cái lời mà kiểu là tốt đẹp một tí để cho vợ nó đỡ phải lo lắng hơn đấy. Như vậy tôi nghĩ là bao giờ cũng thế, khi mà đặt vào cái vị trí của Trọng Hoàng vừa mới cưới vợ xong đi lên tập trung đội tuyển thì luôn luôn quyết tâm
là có thể bù đắp được cho vợ một cái điều gì đó. Và tôi nghĩ là Trọng Hoàng là người đã làm được cái việc đó. Trọng Hoàng nói rằng là các cầu thủ của Việt Nam ai cũng như vậy thôi, cưới xong là không có trăng mật. Thì tôi nghĩ là câu này là câu mà có lẽ là Trọng Hoàng cũng nói hơi quá. Thực ra thì Trọng Hoàng là một trường hợp rất là đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì là sau đám cưới thì không có trăng mật. Và thứ hai là sau khi không có trăng mật rồi thì Trọng Hoàng lại bù đắp được bằng một cái phần thưởng mà tôi nghĩ là ở đất nước Việt Nam này chỉ có 23 người mới có. Đó là? Đó là chiếc cúp vô địch AFF năm 2018. Quá là tuyệt vời. Đấy chính là món quà rất lớn, là nguồn động viên và cũng là niềm tự hào cho những ai đã hy sinh cho các cầu thủ của chúng ta. Và một câu hỏi nữa là đặc biệt đến gia đình. Minh Hải thì rất là quan tâm đến cái chuyện là gia đình. Thì tới đây Trọng Hoàng sẽ bù đắp cho bố mẹ như thế nào? Đấy, có một đứa con trước tiên là như vậy. Và rồi dần dần rồi mình đi đá bóng ấy, rồi tích góp nhiều hơn. Thì nói như kiểu anh Hải nói là cố gắng kiếm được một miếng thật to, một miếng đất thật to, xây cái nhà thật to để cho mọi người sum vầy đấy. Rất là tuyệt vời. Các bạn đã nghe được những cái kế hoạch của Trọng Hoàng rồi. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta nên đi tìm một nhân vật nữa để kể tiếp câu chuyện về tổ ấm của Trọng Hoàng. Xin chào Quỳnh Anh. Dạ, em chào anh. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là vợ của Trọng Hoàng, một người đã rất là nổi tiếng sau đám cưới đúng không ạ? Em muốn hỏi Quỳnh Anh một tí là vì sao em lại quyết định lấy một cầu thủ mà cái sự nghiệp của họ là suốt ngày xa nhà? Dạ, em quen anh Hoàng thì cách đây là 3 năm ạ. Lúc đầu thì em cũng có rất là nhiều băn khoăn khi mà quyết định về một cái chuyến tình cảm nghiêm túc của một cầu thủ. Bởi vì là đặc thù công việc thì đi nhiều, vất vả mà cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà quá tìm hiểu, tiếp xúc thì em lại cảm thấy rất quý mến tính cách và con người của anh Trọng Hoàng. Thật tha, hiền lành, rất khác so với lúc ở trên sân ạ. Thì vì đó cho nên là em quyết định là đấy là người mà mình có thể tin tưởng được trong suốt cuộc đời. Cá tính gì của Trọng Hoàng là cái mà em đánh giá cao nhất? Đối với em thì trong con mắt của một người đang yếu thì người yếu mình vẫn có rất nhiều là điều tốt đẹp. Nhưng mà có hai cái tính mà em cảm thấy là mình không chỉ là mình cảm thấy yêu mến mà còn cần phải học tập. Thứ nhất đó là tính kiên trì ạ, trong cuộc sống và trong tập luyện. Và thứ hai là sự khiêm tốn ạ. Đúng rồi, thưa quý vị và các bạn, là tất cả những yếu tố của anh vừa nói thì Minh Hải đều thấy rất đúng. Nhưng có một cái nữa mà Minh Hải đặc biệt trân trọng của Trọng Hoàng là luôn luôn nghĩ đến gia đình. Một con người hướng đến gia đình. Và cái việc mà ekip phải đợi Trọng Hoàng để quay chương trình này, để Trọng Hoàng về quê vợ, thì đấy cũng là một cái mà mình đánh giá rất là cao. Em cảm thấy rất là vui ạ. Và cũng cảm thấy rất là may mắn bởi vì là mình là tìm được một người bạn đời mà hiểu và biết quan tâm không chỉ đến bản thân mình mà còn cả gia đình, cả hai bên ạ. Thì riêng anh Hoàng thì rất chú đáo cả phía bên nội và phía bên ngoài ạ. Vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy may mắn ạ. Và có lúc nào em cảm thấy thương Trọng Hoàng không? Khi mà anh ấy đã phải đánh đổi rất là nhiều thứ, thậm chí đánh đổi cả một cái tuần trăng mật. Là có, nói chung là thương rất là nhiều ạ. Tại ra mọi người thì luôn nghĩ em là người phải chịu thiệt thòi khi mà em lấy chồng là cầu thủ thường xuyên đi xa. Nhưng mà ngược lại thì em cảm thấy là không chỉ mình em mà con anh Hoa cũng phải thiệt thòi rất là nhiều ạ. Thì ai thì cũng muốn được luôn được ở gần gia đình. Đặc biệt là vừa mới cưới xong thì mặc dù đi xa nhưng anh Hoàng rất là áy náy và thường xuyên gọi điện về động viên và chia sẻ với em. Em ở đây thì là cũng có cái may mắn là luôn ở gần ông bà hai bên ạ. Thường xuyên đi lại thì em cũng không cảm thấy buồn hay là cô đơn gì nhiều. Chỉ có anh Hoàng là đi là luôn phải lo lắng thôi, không chỉ công việc mà lúc nào cũng phải lo lắng ở nhà. Không chỉ lo cho công việc, không chỉ lo cho đội bóng, không chỉ lo cho thành công, mà còn phải lo cả cho người vợ ở nhà. Nhưng mà nói thật nhé, cái này là nói rất là thật, là sau khi mà Hoàng có một cuộc điện thoại về nhà, sau khi mà em tắt điện thoại rồi, lúc đấy em nghĩ gì? Có cảm thấy một chút gì đấy trống trải hay không? Tại sao một cái giường rộng như thế bây giờ có mình tôi ở đây? Đúng không? Ông hỏi ông đi đâu rồi, ví dụ thế. Cũng có một chút ạ. Nhưng mà em cảm thấy thì tức là trước lúc mình quyết định lấy anh Hoàng thì mình đã luôn xác định trước là
là sẽ phải đi xa rất nhiều ạ. Cho nên là từ chuẩn bị tinh thần, Rova cũng cảm thấy là không phải là anh ấy là đi chơi hay là đi đâu, mà đấy là đi thực hiện nhiệm vụ của quốc gia, thì đó cũng là cái niềm tự hào của em và của gia đình ạ. Cho nên là em cảm thấy những cái hy sinh của mình cũng xứng đáng. Nhất trí là đây là một nhiệm vụ quốc gia rồi, không phải ai cũng có được cái vinh dự là gánh vác cái nghĩa vụ quốc gia. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy, chúng ta cũng là con người, chúng ta cũng cảm thấy rất là chạnh lòng. Ồ, bạn bè của mình cưới xong, họ cũng có một tuần trăng mật. Bạn bè họ cưới xong, họ cũng có khoảng thời gian rất vui vẻ. Còn mình cưới xong thì chỉ có lau nhà, chỉ có ở nhà một mình. Đúng không? Chúng ta có thể sang nhà ông bà nội, có thể sang nhà ông bà ngoại, nhưng không làm sao mà lấp đầy được, đúng không? Lúc đấy thực sự em nghĩ gì? Và em làm thế nào để em giúp cho Trọng Hoàng vẫn nghĩ rằng là mình vẫn đang rất hạnh phúc ở nhà? Đối với em thì cái niềm hạnh phúc lớn nhất đó chính là mọi người trong gia đình là luôn yêu thương, quan tâm lẫn nhau, bất kể là ở gần hay là ở xa. Và thứ hai là luôn biết những người mà mình yêu thương luôn được khỏe mạnh. Thì đó là cái thứ quan trọng nhất đối với em. Chứ còn là những cái thứ khác giống như đi du lịch trăng mật thì mình không đi trước thì mình có thể sắp xếp thời gian lúc khác ạ. Thì cái đó cũng không phải là cái vấn đề lớn đối với em ạ. Tôi tin chắc một điều là bây giờ các bạn đã hiểu tại sao mà Trọng Hoàng ở phần đầu của chương trình đã nói với chúng ta rằng là anh ấy cưới được một cô vợ cực kỳ tuyệt vời. Và quả thật Quỳnh Anh rất tuyệt vời, đúng không? Cái may mắn mà Quỳnh Anh vừa nói, anh nghĩ là nó thuộc về em. Em có thể nói một chút gì về những cái cảm xúc mà vợ vừa mới tâm sự? Dạ thì em rất là yêu vợ em. Chỉ đơn giản là như thế thôi, đúng không? Và thưa quý vị và các bạn, là khi mà đến thăm nhà Trọng Hoàng thì chúng tôi thấy có một điều cực kỳ quý giá. Đấy là mọi người luôn luôn cố gắng, luôn luôn vì nhau và luôn luôn thậm chí là dành cái quyền hy sinh về mình để cho những người khác luôn luôn cảm thấy thoải mái để cống hiến, để đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam, cho đất nước của chúng ta. Và đó là điều cực kỳ tuyệt vời trong những cái gia đình mà ở đó luôn luôn có những con người hiểu nhau, luôn luôn có những con người biết thông cảm cho nhau, sẵn sàng hy sinh vì nhau một cách vô điều kiện và với một cái tâm trạng vô cùng vui vẻ và cực kỳ chân thành, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn gia đình nhà Trọng Hoàng đã dành cho Minh Hải một cuộc nói chuyện rất là vui. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn bất động sản.com.vn đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.